Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FBC thế giới. Các vị lãnh đạo tài chính của 21 nền kinh tế Thái Bình Dương đã cùng nhau tụ họp đông đủ tại Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 10 để bàn về việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua thu hút đầu tư nước ngoài vào cơ sở hạ tầng. Theo nội dung cuộc họp, những nền kinh tế thành viên thuộc APEC cần huy động các nhà đầu tư từ khu vực tư nhân tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy thị trường tài chính trong nước. Một lộ trình quan hệ đối tác công tư đã thông qua tại cuộc họp sẽ được trình lên những nhà lãnh đạo của khối APEC. Các vị bộ trưởng tài chính đang cố gắng rút ngắn khoảng cách, xác định những gì có thể làm được và không thể làm được. Chúng tôi có những ví dụ về mối quan hệ đối tác công tư và những cách rất khác nhau để đầu tư thêm và tăng tiêu thụ từ đó. Trong khuôn khổ cuộc họp, bộ trưởng tài chính các nước, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và đại diện cấp cao từ những tổ chức tư nhân đã thảo luận các chủ đề về chính sách hợp tác kinh tế vĩ mô, đầu tư và tài trợ cơ sở hạ tầng. Ngoài ra còn thảo luận về thuế và chính sách thuế, cải cách cơ cấu kinh tế và hỗ trợ tài chính nhằm phát triển kinh tế khu vực. Hội nghị TechCrunch Disrupt diễn ra hàng năm từ lâu đã là mối quan tâm chung của những người say mê công nghệ. Năm nay hội nghị được tổ chức lần đầu tiên tại London, trái tim của nước Anh. Hội nghị công nghệ được mọi người chờ đón nhất trong năm đang diễn ra tại thành phố London, thủ đô của nước Anh. Đây thực sự là một tin vui đối với những người say mê công nghệ tại đây, vì họ đã có thể tham dự hội nghị. Giám đốc điều hành hội nghị TechCrunch 2014 cho biết: Hội nghị công nghệ TechCrunch cần có mặt tại bất kỳ nơi đâu quan tâm đến hệ sinh thái công nghệ và nước Anh chắc chắn là một trong những nơi quan trọng nhất trên thế giới. Sự kiện kéo dài trong vòng 2 ngày đã thu hút nhiều công ty công nghệ và nhiều nhà đầu tư đến tham gia và tìm kiếm cơ hội cho mình. Bên cạnh đó, rất nhiều sản phẩm hấp dẫn được trưng bày ở hội nghị như robot, ứng dụng điện thoại, dịch vụ điện toán đám mây mới và vỏ điện thoại đa năng. Mọi người ai cũng mệt mỏi với việc mất dây tai nghe, chúng tôi thường bị mất nên chúng tôi đã nghĩ đến mouse. Đây là một chiếc vỏ điện thoại có thể giữ luôn dây tai nghe. Giờ thì mọi người không còn sợ bị mất nữa. California có thể là nhà của Facebook, Google hay những gã khổng lồ công nghệ khác. Nhưng theo các nhà phát triển, thì thị trường Anh và thị trường châu Âu xem chừng cũng rất tiềm năng. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, hãng xe sang trọng của Anh Jaguar Land Rover vừa mở nhà máy đầu tiên của mình tại Trung Quốc với hy vọng mở rộng thị phần ra thị trường xe hơi lớn nhất thế giới này, vốn đang bị chiếm lĩnh bởi các thương hiệu xe Đức. Nhà máy nằm ở phố Giang Tô phía đông Trung Quốc, cách trung tâm tài chính Thượng Hải 2 giờ lái xe bằng việc sản xuất tại địa phương, hãng xe này hy vọng tránh được khoản chi phí lớn cho thuế nhập khẩu, khiến giá cả cạnh tranh hơn trước các đối thủ Đức như Audi, BMW hay Mercedes-Benz. Nhà sản xuất xe Anh này cho biết doanh số bán hàng tại Trung Quốc năm nay sẽ giảm một nửa và tiếp tục giảm sâu hơn vào năm tới do tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tốc độ tăng trưởng của công ty trong năm nay chỉ đạt 20% so với gần 40% vào năm ngoái. Tuy nhiên, CEO của công ty, ông Raspberry cho biết vẫn tin tưởng vào thị trường Trung Quốc. Như tôi đã nói, tôi tin tưởng vào nền kinh tế này. Thị trường xe hơi ở đây sẽ phát triển lớn mạnh. Nên tôi cho rằng Jaguar Land Rover với những sản phẩm đặc biệt, chất lượng tốt của mình, hoàn toàn có thể chinh phục khách hàng Trung Quốc và phát triển tại đây. Chiếc Land Rover đầu tiên sản xuất tại Trung Quốc mang tên Land Rover Ewok đã bắt đầu được thực hiện từ hôm 21 tháng 10 với sự hợp tác của công ty địa phương Cherry Automobile. Jaguar Land Rover và Chery cam kết đầu tư 10,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 1,8 tỷ đô la cho nhà máy mới, với công suất đạt 130.000 chiếc xe một năm. Công ty có kế hoạch sản xuất thêm hai mẫu mới từ nay đến năm 2016, với kiểu dáng được thiết kế phù hợp với thị trường Trung Quốc. Giá nhà cao cấp tại một số nơi ở thủ đô London của Anh đã giảm hơn 20%, báo hiệu một sự điều chỉnh trên thị trường bất động sản đang đối mặt với nguy cơ bong bóng. Hãng nghiên cứu thị trường bất động sản Struck and Parker đưa ra số liệu trong quý 3 năm nay, giá nhà ở mức dưới 2 triệu bảng Anh tại Luân Đôn đã giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà ở mức từ 2 triệu bảng đến 5 triệu bảng giảm hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn phân khúc nhà trên 5 triệu bảng thì có mức giảm nhẹ hơn nhưng cũng đã đạt mức hơn 15% so với cùng kỳ. Trước thêm bầu cử năm 2015, sự không chắc chắn về vị thế chính trị của chính phủ Anh đã tác động đến tâm lý thị trường. Mặt khác, phe đảng lao động đối lập đang đệ trình yêu cầu đánh thuế bổ sung đối với nhà đất có trị giá từ 2 triệu bảng Anh trở lên. Bộ trưởng Tài chính Anh cho biết mức thuế suất ít nhất sẽ từ 3.000 bảng Anh trở lên. Thị trường bất động sản Anh còn thể hiện sự hạ nhiệt ở mức doanh thu giảm gần 27% so với cùng kỳ. Mặt khác, hãng nghiên cứu bất động sản Knight Frank cho biết, tuy đã có mức giảm hơn một nửa so với năm ngoái, nhưng người nước ngoài vẫn là đối tượng đang đổ tiền rất mạnh vào thị trường bất động sản London, Họ coi đây như là một tài sản trú ẩn an toàn. Thưa quý vị, sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về virus Ebola, chết người đang hoàn hành tại các nước Tây Phi. Liên Hiệp Quốc vừa đưa ra cảnh báo cơn đại dịch này có thể gây ra một trận khủng hoảng lương thực tại các nước nằm trong tâm dịch. Bên cạnh đó, các công ty bào chế thuốc đang ráo riết nghiên cứu nhằm nhanh chóng tìm ra một phương thức hữu hiệu, hy vọng có thể sớm hoàn toàn ngăn chặn đại dịch này. Hôm thứ Tư 21 tháng 10, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo nếu trận đại dịch Ebola không sớm bị kiểm soát, thì có thể gây nên một trận khủng hoảng lương thực trên toàn khu vực. Tại những khu vực nông thôn, là những khu vực sản xuất thực phẩm chính đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus Ebola. Không chỉ vậy, dường như đây là một đòn giáng mạnh vào những nước này. Việc trao đổi lương thực giảm khiến cho giá cả bị dội lên cao, cùng với việc người dân không thể làm việc đồng án khiến cho sản lượng giảm. Tất cả những yếu tố đó đều đe dọa đến an ninh lương thực. Chúng tôi đang hoạt động trên nhiều mặt trận và chúng tôi đặc biệt quan tâm tới thời điểm và những tác động của cuộc khủng hoảng an ninh lương thực, bởi vì càng mất nhiều thời gian để khống chế virus Ebola thì việc phục hồi cuộc sống cho người dân sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn và những hậu quả cũng sẽ tăng lên. Ông nói thêm, chúng ta đang trong một tình thế cấp bách khi mùa gặt đã đến nhưng lại không có nhân lực để thu hoạch. Điều chúng ta cần là những người dân di chuyển, nhưng điều đó thật sự rất khó khăn. Chúng tôi thật sự lo ngại sẽ không có ai thu hoạch mùa màng, trong khi tất cả những yếu tố thuận lợi cho việc tăng trưởng đều được đáp ứng. Việc hạn chế đi lại đối với các thương nhân cũng đã khiến cho nhiều mặt hàng không đến được với các siêu thị. Tổ chức FAO đang lên kế hoạch hỗ trợ cho 90.000 hộ gia đình tại Tây Phi từ tháng 10 năm 2014 tới tháng 9 năm 2015 nhằm đảm bảo khủng hoảng lương thực sẽ không xảy ra. Bên cạnh đó, những công ty dược hàng đầu cũng đang ráo riết nghiên cứu tìm ra một phương thuốc hữu hiệu có thể điều trị hiệu quả căn bệnh này. Tại Sierra Leone, các tình nguyện viên và các chuyên viên y tế đã đến thăm các khu dân cư ổ chuột nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về dịch bệnh Ebola. Số người chết tăng cao đã khiến cho tổ chức y tế thế giới tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Geneva hôm 21 tháng 10. Những thử nghiệm này sẽ được thử nghiệm trên số lượng lớn các tình nguyện viên, đồng thời cũng rất quan trọng để đảm bảo an toàn và miễn dịch những dữ liệu này rất quan trọng để cho chúng ta có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, những gì sẽ thử nghiệm tại châu Phi. Trong bối cảnh dịch bệnh Ebola đang phủ bóng khắp nơi tại Tây Phi, các nhà bào chế dược phẩm đang trong cuộc đua phát triển vaccine của mình. Johnson Johnson đang cố gắng bào chế 250 liều, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 5 năm sau. GlaxoSmithKline của Anh cũng hy vọng lô hàng đầu tiên sẽ sẵn sàng xuất xưởng vào cuối năm nay. Mặc dù có sự cạnh tranh, nhưng hai gã khổng lồ ngành dược đều cân nhắc lựa chọn hợp tác nhằm loại bỏ những trở ngại không đáng có. Đại diện của Johnson Johnson cho biết hai công ty sẽ hỗ trợ với nhau trong công việc và có thể kết hợp vắc của hai bên nếu như điều đó thật sự cần thiết. Mình xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh FBNC. Chúng ta sẽ đến ngay với những nội dung nổi bật của phần cuối cùng bản tin FBNC Thế Giới. Chứng khoán thế giới nhiều thị trường lại giảm điểm. Tại Thụy Sĩ, quốc gia đáng sống thụy sĩ là quốc gia đáng sống nhất đối với người nước ngoài